Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có trên tay là chiếc Realme 6 Pro, một sản phẩm rất là mới của Realme, đang được bán tại Thế Giới Động nha. Thì chiếc Realme 6 Pro này có cái thiết kế cái hộp rất là giống các chiếc Realme trước đó như Realme C3, Realme C2 các bạn ha. Rồi, thì tại mình đang có trên tay đây là chiếc máy Realme 6 Pro màu đỏ đó ha. Cái hộp thì khá là bắt mắt, có số 6 và chữ rồ đây, Realme. Rồi, tổng quan hộp máy. Rồi, phía sau thì có các thông số kỹ thuật cơ bản ha. Rồi, tiến hành mở hộp máy coi có gì đặc biệt không ha. Rồi, chắc chắn ở đây là sẽ có một cái ốp lưng. Lưng xám vàng. Lưng ha. Đây là sản phẩm chính của chúng ta. Phẩm chính. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc khá là bự, cái củ sạc nhanh các bạn. Sạc nhanh 30W. Rồi, dây sạc. Đây thì chúng ta sẽ có con dây sạc với cổng sạc là Type-C ha. Một que chọc sim. Rồi, bây giờ sản phẩm chính đây. Sạc quá bự. Khá là to. Vô cái sản phẩm chính chúng ta là chiếc máy màu đỏ. Đây thì mình chốt cái chiếc máy màu đỏ ha. Chiếc máy màu đỏ chúng ta, cái mặt lưng thì trong khi mà chúng ta nghiêng qua thì nó sẽ có những cái lằn vân nhìn rất là đẹp nữa bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Màu đỏ nhưng mà pha một chút tím và đen các bạn ha. Thiết kế thì hiện tại là thiết kế bo tròn, bo các góc cho chúng ta cảm giác cầm nắm rất là thoải mái, không có bị những cái cạnh này làm khó vướng víu bạn ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái màn hình. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái màn hình là IPS LCD với độ phân giải là Full HD LED 6,6 inch, hình khá là lớn. Hiện tại thì cái con Realme 6 Pro này đang chạy Android 10 các bạn ha. Android mới nhất bây giờ. Android 10. Rồi, về camera thì Realme 6 Pro sẽ có 4 camera phía sau với camera chính là độ phân giải lên đến 640 megapixel ha. Một camera để zoom 20x 12 megapixel. Một camera góc rộng 8 megapixel và một camera chụp cận cảnh macro 2 megapixel. Phía trước thì chúng ta sẽ có hai cái camera nằm trong màn hình các bạn, nằm trong màn hình góc trái nha. Góc trái của màn hình. Góc phải màn hình nếu nhìn chính diện thì sẽ góc phải. Góc trái nha. Với hai camera, một camera chính là 16 megapixel và một camera góc rộng siêu góc rộng là 8 megapixel. Hiện tại thì có con Realme 6 Pro này nó chạy con chip Qualcomm Snapdragon 7208 nhân quá khủng các bạn. Quá khủng cho tầm giá này ha. RAM thì hiện tại là RAM 8GB với bộ nhớ trong lên đến 128GB. Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 256GB nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cái cổng sạc là cổng sạc micro
cổng sạc tai si các bạn, xin lỗi, cổng sạc tai si ha, và một cái jack tai nghe, jack cắm tai nghe 3.5, kèm theo đó là cái loa. Thì hiện tại viên pin của dòng Realme 6 Pro này là 4.300 mAh, có sạc nhanh lên đến 30W nha các bạn. Này cắm sạc. Rồi, là điều đặc biệt ở trên chiếc Realme 6 Pro này, nó sẽ có công nghệ màn hình quét màn hình là 90GHz nha. Cho chúng ta chơi những cái game mà hiển thị sắc nét hơn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ nhìn cận cảnh về cái chiếc về cái camera trước ha. Hai camera trước thiết kế cũng khá là ok. Đó, tuyệt vời các bạn. Mình đặc biệt là thích thú với cái mặt lưng của chiếc máy này. Khi mà nghiêng nó có màu sắc rất là đẹp. Đó các bạn thấy chưa? Rồi. Một điều đáng nói là nữa là ở đây thì chiếc Realme 6 Pro này nó sẽ có cảm biến vân tay nằm bên cạnh viền màn hình ha, bên hông đây. Cảm biến vân tay đây các bạn. Rồi, ở bên đây thì chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng. Cái nút cái phím mà cảm biến vân tay này cũng là cái nút nguồn các bạn. Thì chúng ta bật tắt nguồn ha. Rồi thì hiện tại là chiếc Realme 6 Pro này đang được bán với giá là 7.990.000 tại Thế Giới Di Động các bạn nha. Một chiếc máy với giá tầm trung và cấu hình quá khủng các bạn. Và cũng hứa hẹn là đây là một chiếc máy cho chúng ta những cái bức ảnh mà chụp rất là đẹp nha. Realme thì chúng ta không khỏi bàn cãi về cái tính năng chụp ảnh rồi. Quá đẹp. Rồi hiện tại thì chiếc Realme 6 Pro này đang có hai phiên bản. Đó là một màu đỏ là màu giống như mình đang cầm trên tay, và màu xanh các bạn ha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc máy Realme 6 Pro. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment lên dưới nha. Mình sẽ phản hồi các bạn lại sau.